Hello, xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay đến ngày ghi hình với anh ngày bộ mẹ con. Mẹ là mẹ Barbie đỏ, con là được siêu ha. Mẹ Barbie đỏ con được siêu. Hiện mẹ đang ôm con lứa đầu tiên ha chú anh chị. À, mẹ đẻ con là được 1 tháng rưỡi nè, được tháng rưỡi ha. Tháng rưỡi. Thì con đực thì con mẹ thì chiều cao lắm, đo là 1m32 bò. Con mẹ đang lên giống nha chú anh chị. Đó. Đang giống luôn mẹ đích nè, thác thăng không? Mẹ tơ trong hen chú anh chị. Mẹ là 1m32 bò. Đó. Đầu mà mẹ Barbie đỏ nha chú anh chị. Đó. Đây. Xé mặt nè. Xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh nha chú anh chị. Thấy không? Xé lưng nè. Đây. Xé lưng ha. Đó. Lưng dai nè, cho chú anh chị thấy không? Đây. Chân cẳng em quan sát là hoàn thiện, không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc cho hết con mẹ nè. Xương to ha, mẹ con là chân cẳng hoàn thiện hết. Cái bộ vú này tơ, không bộ vú à. Con nè, của chú vậy. Đó, mẹ ba bê đỏ ha. Chân sau nè. Đây. Mẹ tàn nè, của chú vậy, thấy cái mẹ hết biên mẹ tơ lứa đầu tiên ha. Đâu em bò mẹ thì có đẻ rồi nên bên em bao là lú là 3 tháng cho cô chú anh chị mình dìm nuôi giống sinh sản ha. Con bò này thì về cô chú anh chị mình cấy luôn vì đang giống nè cô chú anh chị. Đó mẹ bò tơ mà nó mau lên giống ha, con mới được 1 tháng rưỡi. Đó con nè cô chú anh chị được siêu. Đây chân cẳng được siêu nè cô chú anh chị, thấy không? Đó lưng dài là siêu, có lên gu thấy không? Đây. Rồi thì giờ em báo giá luôn, hiện bộ mẹ con này anh chủ nhà anh bán giá là 30 triệu 500 ngàn bao xếp ha, 200 km hay chú anh chị, 30 triệu 500 bao xếp 200 km. Đó thì bà con mình ở gần xa chừng 200 km đổ loại thì bên em bao xếp giao hàng tận nơi ha. Còn mà ở xa trên 200 thì có thể phụ tiền dạy tâm tiền xe cho bên em ha. Chân cẳng thấy không? Đây. Đúng yếm nè cô chú anh chị. Đó. À, mẹ con mẹ tơ lứa đầu tiên ha. Con là được siêu. Mẹ là Barbie đỏ. Đó, mẹ Barbie đích thoát thân mẹ nè, mẹ tơ trong luôn. Đó. Mẹ đứt nè cô chú anh chị, thấy giữ dần mẹ không? Giá này là giá này bán giá ngang giá thịt nha chú anh chị, giá thịt giá bê luôn nè. Đó mẹ xương sóc rồi khỏi phải nói tới ha. Đây xé lưng nghiêm chỉnh nha, quay kỹ lại cho cô xem kỹ lại xé lưng nè. Đó nghiêm chỉnh hen chú anh chị. Đây xé lưng nghiêm chỉnh rồi. Đó được siêu nè. Đó thì giá đã giá cả có báo rồi ha, 30 triệu 500 ngàn bao ship 200 km. Đó thì cô chú anh chị mãi gần xa thấy ưng ấy được mua thì liên hệ cho em. Nghe nè lực siêu của người thấy không, xuống 47 nè. Đó đây. Rồi giờ hình ảnh mới gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình ha. Mong cô chú anh chị mình xem kỹ cái nội dung ngày hôm nay, thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. À, mẹ xương sóc xương to nè, mẹ ba bê đỏ lướt tơ nó dằn mẹ ba bê đỏ giờ
đòn mẹ là hết tiếc, mẹ lưng dây nó nở hết tiếc, mẹ đang giống luôn ha. Lưng dây nở của chú chị nào, bò em bao tặc lỗi ha, còn lòi lú rồi em bao là 3 tháng cho bà con mình nuôi, nuôi mình giống sinh sản đây. Đó, giá là 30.500 bao ship 200 km. Thì cô chú anh chị thấy ưng ý được mua liên hệ cho em ha. Đùi đất chân cẳng nè ha. Đó, hình ảnh nè, mẹ con này mới gửi cho cô chú chị được siêu nè. À, có cái bàn là hết biết cái bàn cũng được siêu luôn. Đây. Cao tàn hen chú chị. Đầu được siêu, đầu tự gửi luôn. Rồi, giờ hình ảnh em mới gửi đầy đủ cho cô chú anh chị rồi hết. Em mong cô chú nhìn xem kỹ cái nội dung, thấy giá cả mới được mua thì liên hệ cho em ha. Đít nè, không, cô chú thấy cái đít nè. Thác hàng nhận đít nè cô chú chị. Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre. Tiếp tục ghi hình cho anh này bộ mẹ con nữa ha. Là ăn bộ là mẹ, là mẹ bu xin, mẹ xin nè. Đó, mẹ chịu cam đo là mét đó không sao là mét 31 32 bò ha. Đây, mẹ đang ôm con được kem được 3 tháng tuổi. Được kem cũng được. Mẹ thì đang ôm con lứa thứ 3 ha chú anh chị. Thì mẹ sừng nứa thôi là dài nè. Dặn sừng nứa ha. Đó. Chân cẳng chân trước chân sau là hoàn thiện hết hết chứ anh chị, không có bố ép xe xuống đúng luộc căn dạng đúng đúng chèn nè, kiểu mẫu cực kỳ không đó, chân sau nè sái rồi nghiêm chỉnh hết nha. Đó, sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh đó. Đây, sẽ lần của chú anh chị. Thấy không? Mẹ sấy mặt sấy lưng nghiêm chỉnh, dàn lúng mẹ lúng chèn ha. Cực kỳ bài bản luôn. Đây. Đó. Con nè, con được 3 tháng tuổi, con được kem rồi chú anh chị. Đã có pin ha. Ăn uống luôn cũng dữ dội luôn chú anh chị, bú luôn dữ nè. Hiện tại thì mình quay thì mình khớp mỏ lại cho nó dễ, nó không có chạy lung tung. Cô chú vừa thấy ha, bú rồi bao ha, hoàn thiện chân cẳng, không có bú ép xe xuống đúng được, bò còn bú đàng hoàng ha chú anh chị. Đó. Nè, được kem ha, 3 tháng tuổi nè. Đó. Rồi giờ em báo giá luôn, cái giá cực kỳ hữu nghị luôn cho cô chú anh chị mình nuôi ha. Tại giá này, cái giá này đưa lên nè cũng có thương lượng của nhà rồi ha. Đó, cái giá là 29.500 bao ship là 200 km ha, 29.500 bao ship là 200 km của chú anh chị. Đó, 29.500 bộ mẹ con này ha, lòi lú là bên em bao là 3 tháng đó. Thì con mẹ này cũng đang lên giống luôn ha. Qua phòng nướng nữa ha. Vậy thì cô chú anh chị mình ké luôn đó. Mẹ này thì được cái đẻ 51 không chú anh chị, vậy đã được liên tiếp 3 con nè.
Đó. Đây. Chân cẳng rồi hoàn thiện ha, không có bú ốp xe xuống lúng thượng đi đứng rồi đàng hoàng. Đó. Mẹ xin con được kem. Ha chú anh chị, kem được 3 tháng tuổi này. Đó. Giá cũng đưa ra rồi ha. Đây. Mẹ xái tích nghiêm chỉnh nha. Đó, chân cẳng luôn hoàn thiện hết, không có bú ốp xe xuống đúng luôn gì hết. Đây. Được cũng như được kem ha. 3 tháng tuổi nè. Đó. Chân cẳng luôn hoàn thiện, xương sóc liền lạc của chú anh chị. Đó. Rồi thì hình ảnh em cũng gửi đầy đủ hết rồi, thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Cái giá là 29.500. Bao xếp ha. 29.500 bao xếp là 200 km của chú anh chị. Đó, qua 200 km thì bên em thì bên cô chú anh chị mua thì phụ thêm ha. Rồi trong vòng 200 km trở lại thì em bao xếp tặng nơi về tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bên em thì có xe đưa đàng hoàng. Đó được kem. Mẹ lúng dần lúng chèn nè, chân cẳng nè con chơi thấy không? Đó. Thank you.